người bên này xin uh, trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn. Trong buổi trò chuyện hôm nay thì uh, người bên này vẫn uh, nói đến uh, một số vấn đề. Thứ nhất là việc uh, riêng của trần biên này. là sẽ nhắn gửi tới một uh, vị khán giả. Việc thứ hai là nói đến cái uh, nghị định số 64 CP năm 2008 và việc thứ ba là tấm lòng vàng của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam à, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc Thế, à, việc đầu tiên thì Trần Minh Hải là muốn à, nhắn gửi tới à, một vị khán giả có tuổi à, xưng danh đã xưng mình là à... lên mạng đấu tranh với là Lê Thị công nhân từ 10 năm trước. Thì khán giả này có cái tên nick YouTube là Hoa Nguyên. À, thưa với bác Hoa Nguyên thì tôi muốn nói với bác như thế này. Tôi thì là cái tuổi con cháu của bác là tôi đã rất là tôn trọng bác lịch sự và tôn trọng bác với một cái tư thế là cái con người nhỏ tuổi tuổi con tuổi cháu ấy, thì tôi chẳng muốn nặng lời không hề muốn nặng lời và kể cả sau này một vài ngày nữa ấy thì tôi có muốn tôi có muốn làm một cái clip riêng để tâm sự với bác ấy thì tôi cũng khẳng định là tôi không nặng lời với bác thế còn nếu mà đấy đấy là tôi nói như thế thôi chứ còn nếu như... <laughs> người ta nói là này trong một cái đội bóng ấy có một cái vị thì có một cái đạo hay một cái hậu vệ có cái khả năng đeo bám đối phương nó dai dẳng mà nó nó dai dẳng và nó quyết liệt và nó bất chấp thủ đoạn như thế thì cái đội bóng ấy chắc là là một cái đội bóng là khó lòng để mà một cái đối phương nào có thể hạ gục bác thì là một trong những cái tiền vệ như thế trong cái lực lượng <laughs> anh hùng bàn phím giống như một cái đứa trẻ một cái đứa trẻ con mà sống rất lâu năm <laughs> không được ý, không ý thức được mình là ai và không ý thức được mình đứng ở cái vị trí nào mà mình đối thoại với ai Đấy. trước hết là để giữ cái tư cách cái danh dự của mình là một cái người già 70 mươi đó <laughs> đối thoại với một cái thằng bé chưa đầy 50 tuổi, thưa bác. Chưa đến, tôi chưa đến 50 đâu. Thế nếu như mà bác muốn có nhu cầu mà nghe tôi tâm sự dành riêng cho bác một clip ấy, thì bác cứ việc comment vào. À, tôi cũng lưu ý bác là cao tuổi rồi, thì comment như thế nào cho nó đúng tư cách một người già một tí để cho tôi còn có cái à để 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 tôi còn giữ lại được cái cái gì nhỉ? Nói là cái gì nhỉ? cái đạo đức truyền thống ấy của cái con người Việt Nam, ấy, rất là tôn trọng người già. Tôi cũng không không, không muốn xúc phạm ai, thưa bác thế là việc đầu tiên như thế là xong. <laughs> Đấy, nhắn bác Hoàng Nguyên như vậy nhé. Thế còn à, việc thứ hai, à, Trần Biên Hải muốn à, nói tới một cái à, việc nó liên quan lại liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên. Thế thì à, cái lực lượng anh hùng bàn phím cứ cào bàn phím ngày càng dữ dội hơn nói là ca sĩ Thủy Tiên có thể bị xử phạt vì vi phạm nghị định 64 rồi là lại được hỗ trợ được sự hỗ trợ thêm của những anh hùng bàn phím khác là đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ca sĩ Thủy Tiên đã sai rồi đấy là hai cái luồng ý kiến còn một lũy luồng ý kiến dữ dội hơn nữa thuộc về những cái tổ chức gọi là những cái, cái 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 cái, cái gọi là những cái thứ anh hùng vĩ đại ở ngoài hải ngoại phao lên rất nhiều cái tin rầm rộ nhảm nhí là ca sĩ thủy tiên sẽ bị thu hồi 80 tỷ ca sĩ thủy tiên sẽ bị xử phạt bị bắt đi tù cộng hưởng với nó là cộng hưởng với chúng là một số cái gì ạ cái thành phần báo lá cải của những nhà báo học hành không đến nơi đến chốn cũng đưa những cái tít như thế ca sĩ thủy tiên có thể bị phạt tù giật những cái tít rất là giật gân trong khi đó thì ca sĩ thủy tiên đi làm những cái công việc thiện nguyện bằng cái lương tâm trong sáng của mình huy động được một cái số nguồn tài chính rất là lớn và cô ấy đã có kế hoạch rõ ràng hẳn hoi để, để để, sử dụng những cái nguồn tài chính đã quyên góp được cho các tỉnh miền Trung cho đồng bào ruột thịt ruột thịt của mình ở miền Trung. Thế thì không hiểu là các vị nghĩ cái gì? Tôi thì tôi tin là các vị không phải là những người không có ăn không có học để mà phát ngôn ra những thế chỉ là những cái kẻ thiếu thiện trí kể là chỉ là những cái kẻ chống phá đất nước <laughs> tại sao tôi lại nói như thế bởi vì tôi muốn nhắc lại cái nghị định 64 CVND năm 2008 của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế này vào cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cái những cái thế lực thù địch chống đối ấy, ở bên nước ngoài luôn luôn tìm cách phá hoại đất nước Việt Nam của chúng ta một cách mạnh mẽ. Và chúng lợi dụng những cái gì ạ? Những cái hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tuồn những cái đồng tiền trên danh nghĩa là từ thiện nhân đạo giúp đỡ nhân dân một cách danh chính ngôn thuận để đưa vào Việt Nam tài trợ cho các tổ chức chống phá nhà nước, chống phá lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang ngấm ngầm hoạt động ở trong nước. Đấy cho nên cái cái nghị định 64 này ra đời không phải là cấm nhân dân làm từ thiện, không phải cấm các tổ chức cá nhân các cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp tư nhân làm từ thiện mà cái nghị định này là để kiểm soát một cách chặt chẽ nguồn gốc của các nguồn tài chính hoặc là vật chất từ thiện để cứu giúp đồng bào ở trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thiên tai bão lũ bệnh nhân hiểm nghèo vân 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 tôi nhắc lại là đó là cái nghị định đó là nhằm cái mục đích như thế tức là là kiểm soát chặt chẽ cái nguồn gốc của những cái đồng tiền nó xuất phát từ đâu đấy người ta kiểm soát như thế là nhà nước mình làm cái công việc kiểm soát như thế cũng là đúng thôi bởi vì cái nguồn gốc chặt chẽ như thế thì mới xác định được Bây giờ nó cái thời buổi đó nó không phải 4.0 như bây giờ xác định nguồn gốc của cái đồng tiền từ cái tổ chức của cái cá nhân nào từ nước ngoài hay từ, cái, từ, cái, từ cái, 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 cái tổ chức khủng bố khủng mẹ gì ở nước ngoài vào tuồn vào ở trong nước ngoài để hoạt động các anh có tiền quy mô hoạt động chống phá thì việc này là, cũng là đúng thôi. Cái, tuy nhiên cái, cái nghị định này nó cũng gây ra một cái sự hiểu lầm rất lớn ở trong xã hội bởi vì là cấm các cá nhân không được làm từ thiện làm gì có cái chuyện đấy Chính phủ không bao giờ cấm người dân làm từ thiện cả. Bởi vì cái, cái, hàng năm thì nhân dân chúng Việt Nam chúng ta đều biết từ cái khu dân cư cho đến các cơ quan tổ chức xã hội cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp vân vân đều ủng hộ cho miền Trung mỗi khi là mỗi năm năm nào mà chẳng đóng góp ủng hộ miền Trung gặp bão gặp lũ ạ năm nào mà chẳng ủng hộ cho cái gọi là xóa nhà tranh tre nứa lá ở vùng sâu rồi điện đường trường trạm khắp nơi tất cả đấy nó huy động tiền đóng góp ủng hộ. Ai công tác ở trong đơn vị cơ quan đơn vị nhà nước cái gì ủng hộ trong qua cơ quan rồi đến mặt trận tổ quốc rồi các khu dân cư thì cũng thế, phải không ạ? Đấy là một cái sự bảo cấm nhân dân làm từ thiện đó là một cái việc vừa ngụy biện biện xuyên tạc một cách vô lý và chỉ cho những người mà mình tự bịt mắt bịt tai mình vào rồi thì mình mới không nhận ra cái điều đấy thôi đấy và hơn nữa thì bây giờ những cái cá nhân tổ chức như ca sĩ thủy tiên vừa rồi ấy nói như thế thế tại sao bảo cô ấy vi phạm pháp luật thế mà người ta không bắt cô ấy đi anh Hoài Linh nhá, những làm được vài tỷ anh ấy ủng hộ miền Trung ấy xong bắt đi. Cái điều này nó hơi trước vô lý chứ bạn ạ. Thế thưa với là những cái những cái anh hùng bàn phím là một, thưa mấy cái mấy cái anh chống phá nhà nước ở nước ngoài là hai. Vua xuyên tạc ấy ở nước ngoài là hai. Là làm gì có cái kiểu là, là, gì, là, là gì nhỉ nói như không biết là họ nói cho ai nghe họ có đưa ra cái luận điệu thế này này giữa lúc đất nước cái gì nhỉ giữa lúc đất nước gồng mình lên chống lại thiên tai dịch bệnh thì chỉ thấy người dân cứu nhau thôi nhà nước ở đâu mà không thấy sao toàn để người dân cự cứu lấy nhau Thưa với những cái kẻ ngu xuẩn đó rằng là khi mà có thiên tai bão lũ khi mà biến cố xảy ra với người dân đấy nhà nước là người đi đầu tiên để bảo vệ người dân đấy họ đi từ sớm sớm lắm từ lúc bắt đầu họ đã phải lên tuyến đầu để bảo vệ cái nhân dân của mình Đấy. họ đi với cái trái tim với cái ý chí của một cái đất nước một cái dân tộc có cái tinh thần ý chí tự cường nó cao lắm không phải người ta đi theo người ta mang theo cái điện thoại để live stream này đâu để lấy view lấy like đánh bóng bản thân mình đâu họ mang theo cái nhu yếu phẩm hàng ngày ấy, có khi có một cái gói mì tôm này cắn ăn một nửa một nửa đút túi thì có việc cũng bận họ phải lao ra cái tuyến đầu để cứu người đấy. Thế là các vị có nhìn thấy không? Có chủ, chủ tịch huyện đã bỏ mình trong bão lũ, có những cán bộ xã, cán bộ thôn bỏ mình trong bão lũ. Đấy, có cả những cái vị tướng vị tá bỏ mình trong bão lũ 35 quân nhân của Việt Nam đã bỏ mình trong bão lũ vì cái gì? Vì cứu dân đấy mà sao lại còn có những cái luận điệu như thế cũng hiểu họ là có là con người không hay là cái con vật biết nói tiếng người Ê, xin phép các bạn bây giờ nóng quá cũng căng thẳng một tí bây giờ quay trở về cái đề tài của ca sĩ thủy tiên Ê, các anh các chị bảo là thủy tiên phạm pháp phạm pháp ở đâu mấy cái anh xuyên tạc ở nước ngoài rồi mấy anh dân chủ cuội trong nước rồi mấy cái anh hùng bàn phím cào lung tung lên cái anh hiểu cái từ nghị định nó là cái gì nghị định nó là một cái văn bản dưới luật mà đã là văn bản dưới luật ý, thì khi, khi vi phạm người ta chỉ nhắc nhở nhau thôi hoặc là cao hơn nữa người ta chỉ xử phạt hành chính thôi nhưng ở đây thủy tiên không vi phạm cô ấy có kế hoạch sử dụng cô ấy có cái liên lạc với chính quyền của tất cả các tỉnh miền trung bị thiên tai bão lũ để sử dụng hợp lý cái nguồn vốn nguồn 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 tiền quyên góp được vi phạm ở đâu đây không phải là sự vi phạm thế còn vào nếu mà thủy tiên phạm pháp ấy ngu nó vừa thôi các vị ạ Cái văn bản dưới luật nó đâu có phải là luật pháp Luật pháp là phải được Văn bản luật ấy là phải được Quốc hội thông qua và ban hành Hiểu chưa Ngoài cái lực lượng anh hùng bàn phím cho Mấy cái tay xuyên tạc chống cộng ra Lại còn được sự cộng hưởng Của mấy cái ông nhà báo Lá cải nữa thì mới lạ chứ ăn học để trở nên phóng viên trở thành nhà báo cộng hưởng những cái, cái thứ mất dạy lên tiếng ồn ào hết cả trên báo chí chẳng hiểu là các vị nghĩ cái gì thế bây giờ tôi cũng xin phép các vị ở một cái góc cạnh thế này, bây giờ tôi nói nhiều đi, các vị bảo tôi nói chuông. Thì tôi mời các vị thưởng thức một cái bài báo ngắn ngắn, nó đăng trên cái rất là nhiều trang báo nhưng tôi lấy ở trên cái trang là báo điện tử chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có cái tên là này thủ Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng nghị định thay thế nghị định sáu về quyên góp hỗ trợ. Đấy. Bởi vì cái hoàn cảnh lịch sử nó đã thay đổi và với một cái người và rất là nhiều người không có cái năng lực đọc hiểu cái văn bản hoặc là cố tình đọc không hiểu văn bản. Đấy, thế nên thủ tướng phải làm cái việc này rồi là những người dân và tất cả các tổ chức, các cá nhân làm công tác thiện nguyện xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng. Tấm lòng vàng của Thủ tướng rất là cao cả. Đấy. Và chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì luôn luôn có những cái tấm lòng vàng cao cả như thế. Đấy. Nguyên văn bài báo này như thế này. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản 8876 VPCP QHDP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì nghị xây dựng nghị định thay thế nghị định số 64 2008 NDCP ngày 14 tháng 5 2 năm 2008 về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn có sự cố nghiêm trọng và các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Đấy nha. Các anh đi bắt thủy tiên đi. À, để tổ chức vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh sự cố các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo các điều và đảm bảo hiệu quả kịp thời khuyến khích tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái nhanh chóng hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020. Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng nghị định của chính phủ về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai bệnh dịch sự cố các bệnh nhân có liên quan đến bệnh hiểm nghèo thế chính phủ từ xưa nay chính phủ có bao giờ cấm không ạ chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là còn khuyến khích và tôn vinh các bạn nhớ không ạ khuyến khích tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái Đấy, nguyên văn nhé thủ tướng chính phủ chỉ đạo như sau bộ tài chính khẩn trương chủ trì nghiên cứu lấy các ý kiến rộng lấy ý kiến rộng rãi đầy đủ các bộ ngành cơ quan liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp xây dựng nghị định nêu trên thay thế nghị định 64 2008 CNDCP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của chính phủ trình chính phủ theo quy định của pháp luật. Thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp Hội chữ thập đỏ và các, các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng giữa các đối tượng hưởng thụ cứu trợ, hưởng cứu trợ. Đấy ạ. Mà thưa các anh hùng bàn phím thưa các vua xuyên tạc ở nước ngoài, và đặc biệt là thưa các nhà báo lá cải. Ấy. Hoạt động báo chí thì các anh phải lấy được cái, cái, cái thông tin các anh phải lấy được trước người dân. Các anh đưa thông tin rộng rãi trước người dân. Cái lệnh này của Thủ tướng không phải là tháng 10 này, dân chìm trong lũ rồi mới vội vàng mà ra. Mà tôi đọc rõ cho các anh nghe đây này Trong cuộc họp thường kỳ Của chính phủ tháng 8 năm 2020 Thủ tướng đã ra lệnh đấy Các anh nghe rõ chưa <laughs> Thế thì mời các nhà báo ngày mai lên Tiếp tục lên Ra những các bài hô hào nào là ủng hộ cái quân anh hùng bàn phím, ủng hộ cái quân chống phá nhà nước nào là tịch thu, chính phủ sẽ tục tịch thu 80 tỷ của Thủy Tiên. Nào có phải của Thủy Tiên đâu mà các anh nói thế. Đúng không ạ? Của những người có tấm lòng vàng, của những người hảo tâm, ủng hộ thông qua tài sản, tài khoản của Thủy Tiên muốn nói muốn viết gì cũng phải đúng chứ một tí người ta trưng cất cái tinh hoa người ta trưng cất cái hay cái đẹp rồi các anh này có ăn có học rồi được cái gì chữ nghĩa của mình viết ra thì phải có cái sự trưng cất